Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft như những cái gì mình không đập được ở trong Minecraft. Bây giờ mình sẽ đập được chẳng hạn như là nước, lava, không khí hay thậm chí là bedrock. Và với những cái món mới chúng ta sẽ có thể chế tạo ra những cái món đồ đặc biệt. Các bạn hãy cùng xem đến cuối video để biết được những cái món đồ này như thế nào và nó sẽ có những khả năng gì. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok, mình đã vào thế giới rồi và lần này chúng ta có thể thay đổi thực tại. Nôm na như kiểu là các bạn xài cái viên đá mà thực tại của Thanos ấy, thì chúng ta sẽ thay đổi khá là nhiều cấu trúc ở trong một cái thế giới Minecraft. Chẳng hạn như là cách này. Đây là hồ nước bình thường, nhưng nếu đối với mình thì chỉ cần sử dụng sức mạnh của viên đá thực tại. Boom. Ui, what? Đây là block nước này mọi người. Oh my god, chúng ta đào được một block nước. Ok, chúng ta xin đào một block nước nha. Mình sẽ chế tạo ra một cái bàn chế tạo để coi thử coi chúng ta có thể làm được gì với cái block nước này. Mình nghĩ là mình có thể làm được một cái block nước từ block nước. Ở có liên quan không ta? Thử coi. Yep, no, quần no, không được luôn. Ôi, một đôi giày. Nhìn cái này nó dùng gì? Oh, what the heck? Why? Ok. Khi mình gỡ ra thì nó sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà nếu mình mang vào thì boom. Ok, còn gì nữa không nhỉ? Mình sẽ thử chế tạo coi mình làm được một cái kiếm không nhá. Không được. Thế thì một cái cúp thì sao? Ok. Oh, what the pickaxe? Chúng ta có cái cúp nước đỉnh cao đấy. Ok, chúng ta hãy đào xuống đây và kiếm một ít đá. Ok, mình sẽ vẫn làm một cây rìu và một cái kỳ sản. Khi mà cầm cái cúp này lên, chúng ta được ân huệ của cá heo và sức mạnh thủy triều. Ok, bây giờ mình cần phải xác định được cái vị trí mình đang ở đâu cái đã, để mình khám phá cái khu này có cái gì. Oh, mình thấy có dân làng đằng kia, chúng ta hãy đi qua đó. Một cái cổng ngay sau lưng mình nè. Hai cục vàng bảo vệ khói lửa và dụng cụ đánh lửa. Ở đây không có vàng. Mình sẽ vào dân làng để đánh con golem. Hy vọng con golem sẽ cho mình một ít sắt. Mình sẽ sử dụng sắt của golem để chế tạo ra một cái xô. Sau đó chúng ta sẽ đi xuống địa ngục nhanh luôn mọi người à. Đây rồi, cho mình xin một ít nha. Hello golem, giúp cho ta xin sắt nào. 4 cục sắt ta sẽ làm được một cái xô. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ đi tìm một cái hồ lava để đi xuống địa ngục vậy. Ú, đằng kia mình thấy hình như có cái hồ lava rồi kìa. Ok, hàng sâu lắm ơi. Oh my god, đôi giày mình vừa mới cứu mình. Uầy, tại sao? May mắn là mình lại tìm thêm được một cái chỗ có hồ lava nữa này. Và mình sẽ không mặc cái quần này nữa. Boom, ở đây. Còn hai cái cuối cùng là đây. Xong, chúng ta hãy bật lửa và đi vào luôn thôi. Để coi dưới địa ngục sẽ có cái gì nào. Hello. Yes, lava đây. Và nếu mình xài, boom, nó có sự thay đổi. Mình thấy nó đã biến đổi thành cái block lava rồi. Đào cái này xong đó. Block lava. Ui, nếu mình quăng cái này vào đây không? Nó vẫn sẽ biến mất nha mọi người. Ok, mình sẽ đập rất nhiều block lava này để mình có thể xem coi là mình sẽ chế tạo được cái gì. Mình đã chuẩn bị đồ để quay trở lại địa ngục này. Đồ mình đây rồi. Mình sẽ biến tất cả chỗ này thành lava luôn. Boom, boom. Đây rồi, bây giờ mới là lúc đập block lava một cách đàng hoàng nè. Ok, 9 cục rồi. Đi ra khỏi chỗ này. 9 cục này thì đang có thể làm được cái gì nhỉ? Nếu mà làm một cái mình thấy cái gì nè? Lava chest play. Mình không biết cái này có tác dụng để làm cái gì, nhưng mà có còn hơn không? Làm lại cái rìu và cái xẻng nào. Hơi thốn một xíu mọi người ạ, nhưng không sao. Đã có một cái giáp rất là ngon. Mày thích đánh không? Mày nó đứng im luôn này. Hình như do mình mặc cái giáp gì vậy? Hình như nó là do áo giáp của mình. Mình sẽ thử với một con nào đó đâu đây. Ôi, hình như con kia là mình chưa định hình lại được. Boom, mày hay bưởi. Quay hình, mình thấy con Wither Skeleton đằng này. Đằng kia là cái Fortress à. Có vẻ sẽ rất dễ để tìm kiếm đấy. Nhưng mà bây giờ mình cần tìm cái Bastion thì đúng hơn. Nên là chắc mình sẽ đi qua cái chỗ của cái khu vực của con Piglin đằng kia, để mình có thể tìm được Bastion. Ui, đây rồi. Bastion phía bên đây. Boom, boom, boom. Ok, đi thôi. Mình sợ lava lắm rồi. Trong đây là cái gì vậy? Bastion gì đây? Pressure Bastion. Đúng rồi. Xuống đây. Ôi, boom, mày hay bưởi. Ui, khoan, cái cúp này có đào được vàng không? Oh no, làm đào được. No, không đào được. Ok, mình sẽ có cái đống đồ này để có thể làm đào được vàng này. Mình sẽ làm được một cái cúp bằng sắt. Đây, boom, một cái cúp sắt đào vàng. Mình đã có được 22 block vàng rồi. Mình sẽ tìm chỗ nào có nhiều piglin nhất đi lên. Ok, tầng này có khá là nhiều piglin, là mình sẽ lên trên đó. Đây có cái đường. Đưa game đó đi bạn. Sửa chữa hắc diện thật. Cảm ơn. Và mình sẽ đi lên trên kia. Wait a minute. Hello. Ui, chưa đổi vàng ra. Vàng. Holy shit. Mình còn có xíu máu à. Mình mém chết luôn rồi đấy. Mình làm một cái đe này. Ở đâu một cái bàn nâng cấp này. Sau đó mình sẽ nâng cấp cái quần của mình lên Netherite nha. Yep. Đây, tạm thời mình không có đồ của cái quần nên mình sẽ nâng cấp cái này lên Netherite. Ê, mắc. Tụi này đổi khá là nhanh đấy. Mình lấy được 16 cục ngọc rồi này. Và chúng ta có thêm thuốc kháng lửa Obsidian. Tuyệt vời. 10 cục hắc diện thạch luôn rồi. Bây giờ cho mình xin thêm một ít
thuốc kháng lửa nữa là được. Mình được thêm ngọc nữa này. Mình được ba cái kháng lửa luôn. Ok, đi thôi nào. Mình nghĩ mình rất là đủ đồ đấy. Đi đánh mấy con play mà nó bị đứng yên một chỗ thì sẽ rất là tuyệt vời mọi người ạ. Che lại. Cho mình xin kháng lửa cái. Thế này là được. Ok. Mình thấy có cái chỗ đánh con play trên đây luôn rồi này. Vào đây luôn. Pam pam pam. Đi mà đó. Mày với. Mình sẽ làm cái điều mới. Chúng ta chuẩn bị đủ play rồi. Làm ơn cho mình đủ luôn nào. 8 cái. Yes, 8 cái xong. Anh em bình tĩnh. Anh em đứng lại. Đứng đi ở đây luôn đi. Chúng ta có thể làm được một cái cổng và đi về luôn. Con nào vừa mới xuất hiện thì cũng bye bye con đó nha. Đi về đây. Món tiếp theo thì bắt buộc mình phải chỉnh mây. Chỉnh mây cho nó lên. Bởi vì nếu các bạn không biết thì nếu mà mình đã biến được block nước và lava thì tại sao chúng ta không lên trên trời để mà thử xem chúng ta có thể lấy mây được không nhỉ? Mây nè. Giống như đường chân trời vậy. Boom. Một cái block gì đó. Oh my god. Mình ra được một block mây. Nên nếu mà mình đập những cái block còn lại thì mình có thể làm được cái gì không? Boom. Đây. Ui. Boom. Lấy thêm. Nó có được một block, được block không à mọi người? 7 cái. 8 cái. Ok, 10 cái rồi. Block mây có thể làm được cái gì không nhờ? Nãy mình có sợi chỉ đúng không? Mình có thể làm được một cái cuốn mây nghe hơi kỳ. Mũ bay sao? Hay là quần bay? Quần Netherite á. Quần mây ngon hơn. Ok, làm sao chúng ta có thể xài được quần mây đây? What the heck? Ok, boom. Oh my god, mình có thể bay được. Còn bây giờ thì mình sẽ chế tạo ra con mắt. Chúng ta sẽ chuẩn bị đi xuống tìm cái cổng thôi. Mình còn một món mà muốn cho các bạn coi nữa. Dạ, các bạn tin đi. Ok, bây giờ mình sẽ đi hướng này và chúng ta sẽ đi tìm cái cổng nhanh thôi. Xả đạn nào. Boom. Đi hướng này. Mình xin bỏ cái quần nước. Boom. Đây rồi, nãy giờ không thấy không tới. Mình nghĩ chắc chắn là đang ở dưới đây luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đào một đường đi xuống. Ơi, đường này hơi quằn xíu nha. Lẹ lên. Sắp chết nghẹt rồi. Nó ngay luôn à. Nhưng mà chúng ta chưa vào đây được. Chúng ta hãy xuống một cái chỗ sâu hơn đi nào. Dớp. Mình tìm được cái này luôn này. Boom. Sau đó chúng ta hãy bỏ ngọc vào chỗ này trước cái đã. Bam. Và boom. Ok, mình có thể đập được cái này không? Mình không đập được cái này. Nhưng mà nếu mình đi xuống dưới, nó là tầng bedrock, thì liệu chúng ta có thể đào được bedrock không? Tại vì nếu bedrock không đào được mà mình có thể sử dụng khả năng như nãy giờ, thì liệu mình có thể đào được bedrock không ta? Boom. Mình thấy bedrock thay đổi. Bedrock đỉnh cao luôn. Cho mình xin bedrock nha. Bedrock là một trong những thứ các bạn không thể nào đập được ở trong Minecraft, mà các bạn có thể đập được như thế này là hơi bị đỉnh cao đấy. Ok, nếu bedrock mình có thể làm được cái gì không? Một cái giáp hay là một cái mũ? Không, hay là một cái cúng? Không được luôn. Cái gì đây? Bedrock bất kể, một cái xô bedrock thì có thể làm được cái gì? Chúng ta cần phải tìm hiểu thôi. Hãy đào đi xuống thêm một ít nữa. Bedrock chỉ có thể là cái này thôi. Boom. Oh my god. Void block. Nó hút mình vô. Mình có thể sử dụng cách này để đánh con rồng không? Mình vừa mới nghĩ ra được cái này. Nếu mà mình làm thêm hai cái nữa và mình sẽ lấy cái void ở dưới đây. Đây là cái gọi là hố sâu á mọi người à. Nếu mình lấy thêm hai cái nữa thì mình có thể chế tạo ra được cây cung không? Ok, ba cái này. Mình nghĩ là mình có thể chế tạo được cây cung không? Cái xô bedrock này không lấy được đúng không? Thì mình sẽ lấy bằng cách này. Ôi, nó hút mình vô ghê quá. Nếu mình làm cái này, nếu mà một cây cung nó không chế tạo như thế này được luôn thì mình cần phải tìm thêm ba void block nữa. Ok, ba cái, mình tạm thời chặn cái đó lại nha. Chúng ta sẽ hơi căng thẳng nếu chúng ta đào cái này đấy, bởi vì nó rất là mạnh, nó hút mình vô này. Và mỗi lần nó hút vô nó còn kiểu gây sát thương như kiểu hiệu ứng của con quy thở mọi người ạ. Nên rất là khó chịu. Và bây giờ mình đã có đủ 6 cái rồi, thế thì mình sẽ làm thử cái này. Oh my god, đỉnh vậy. Ok, mình nghĩ là đồ mình khá là đẹp đến con rồng luôn rồi đấy. Mình có một cái cung voi, các bạn có thấy sức mạnh của cái cung đó rồi, nó có thể hút các bạn vào bất kỳ chỗ nào. Ok, chúng ta hãy đi vào trong này thôi nhờ. Cái giường mình đâu? Để cái này đây. Test bạn boy. Bây giờ thì let's go. Mình đã có sức mạnh siêu phàm rồi mọi người ạ. Mình nghĩ là vậy. Mình đang có những cái món đồ mà các bạn không thể nào chế tạo được trong Minecraft, nên là bây giờ mình khá chắc là con rồng này sẽ chết mình đấy. Bắn cái này lên thử coi. Uầy, nó bắn ra void block à. Khoan, nó không như bình thường à. Oh no, nó không mình lại. Oh no. Bay lên. Yes. Ok. Mình có thể bay ra khỏi đây được. Một cái cung thường để có thể bắn được mấy cái trụ. Mình không nghĩ là cái void đó sẽ bắn được cái trụ đâu. Mình không bắn được cái trụ này. Oh no. Cái block void ngay đây. Oh no. Mình phải lên đó mình đập cái block đó được. Đó mới được. Ok. Boom. Ok. Boom. Ow. Rút tìm. Bay ra. Ok. Trong đây nữa nè. Boom. Đây. Tình kia là cái cuối cùng. Boom. Tuyệt vời. Mình không biết là cái cúp này nó có tác dụng gì nữa không. Boom. Hóa ra bây giờ mình mới biết cái cúp này có tác dụng này. Nó có thể tạo ra một đống block nước thì đúng hơn. Con rồng nó bị kéo vô thì phải. Wait. Con rồng bị đứng rồi.
không di chuyển được. Do sức mạnh của mình chăng? Mình phải đập cái block này trước cái đã. Oh no. Đập cái này nhanh lên. Đập đâu. Con rồng nó đứng im rồi. Sao nó được con rồng nữa? Ôi ơi. Không ổn mọi người. Bro, sao cứ mỗi video của chúng ta mình làm đều là con rồng đứng im và mình không đánh được nó vậy? Mình đoán là chúng ta sẽ kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thích video Minecraft này, Minecraft nhưng mình có thể đào được tất cả mọi thứ thì hãy bình luận phía dưới. Trong tương lai nếu các bạn muốn mình sẽ làm video gì nữa thì nhớ cho mình biết nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp các bạn vào những video lần sau. Bạn nào chưa đăng ký thì ấn đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye.